đang xác minh thông tin lao động Việt tại Serbia bị chủ Trung Quốc bắt nhốt. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông tin ban đầu cho biết không có chuyện người lao động bị hành hung hay đánh đập. Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia sẽ tiếp tục theo sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 18 tháng 11, đại diện hãng tin AFP, Pháp, hỏi gần đây báo chí có đưa tin về việc lao động Việt bị giới chủ Trung Quốc ở Serbia bắt nhốt trái với ý muốn. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia. Đại sứ quán cho biết đã nhận được một số thông tin trên báo chí Serbia và đang nỗ lực xác minh thông tin, liên hệ với các công ty tại Serbia và các công ty phái cử lao động cùng cơ quan liên quan sở tại. Thông tin ban đầu cho biết không có chuyện hành hung hay đánh đập, đại diện Bộ Ngoại giao thông tin. Theo bà Thu Hằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán phải tiếp tục nắm thông tin và theo sát tình hình, liên hệ cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin. Có các hành động cần thiết để bảo vệ và bảo đảm an toàn, quyền lợi của người lao động Việt tại Serbia. Cũng liên quan đến lao động Việt Nam ở nước ngoài. Bà Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã liên hệ cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin lao động nữ bị chủ đánh và lạm dụng. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã liên hệ cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin. Yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bà Thu Hằng thông tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đang phối hợp với Ban Quản lý Lao động và các công ty giải quyết dứt điểm những tranh chấp với chủ sử dụng lao động, bảo vệ an toàn và quyền lợi của công dân Việt Nam. Theo bà Thu Hằng, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Saudi Arabia tổ chức thêm các chuyến bay về nước cho công dân khó khăn. Cho đến nay đã có khoảng 800 lao động về nước an toàn. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 11, trang tin Balkan Insight đã đăng tải các bài viết liên quan 500 công nhân Việt Nam đang xây dựng nhà máy cho một công ty Trung Quốc ở thành phố Zrenjanin của Serbia. Trang tin này dẫn lời một số người thuộc tổ chức phi chính phủ cho biết họ đã bị an ninh tư nhân ngăn cản khi cố gắng tiếp cận các lao động Việt. Cũng theo tổ chức này, điều kiện lao động của người Việt tại đây không được tốt, nguy hiểm cho sức khỏe, không đủ ăn đủ mặc. Theo hai tổ chức phi chính phủ Astra và A11, có dấu hiệu cho thấy các lao động tại công trường là nạn nhân của bọn buôn người. Họ phải làm việc nhiều giờ hơn bình thường nhưng bị trả lương chậm, bị trừ tiền và không được cấp thiết bị bảo vệ sức khỏe khi làm.